À, con quản lý một doanh nghiệp, mỗi lần có người nhân viên nào rời đi là con lại thấy tiếc nuối và lo lắng. Tiếc nuối là vì họ đã làm được một thời gian lâu gắn bó với công ty. Lo lắng là vì không biết liệu mình có kiếm được người tốt như vậy thay thế hay không. Con phải tư duy như thế nào để tâm được an trong trường hợp này? Thưa quý vị, đầu tiên á, là chúng ta nên học cái ngay cả cái việc quý vị quản lý doanh nghiệp á, sư đề nghị là chúng ta nên có sự tu tập tứ vô lượng tâm. Tại vì khi chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm á, nó giúp ích rất là nhiều, ngay cả khi với cái vai trò là người quản lý doanh nghiệp. Thứ nhất á, là chúng ta nên có tâm từ. Bởi vì khi có tâm từ, chúng ta đối xử với nhân viên rất là khác. Có những người họ bóc lột sức lao động của nhân viên, của công nhân là do họ không có tâm từ. Mà khi chúng ta có tâm từ, chúng ta đối xử với nhân viên họ bỏ đi, khi mà một người nhân viên họ thay đổi thường do nhiều nguyên nhân chứ không phải đơn giản chỉ do lương, lương chỉ là một phần thôi. Cái thứ hai còn là cái môi trường làm việc. Và cái hay là chúng ta còn gọi là cái văn hóa của một công ty, cái môi trường làm việc cũng rất là quan trọng. Và cái thứ ba, đó là cái người trực tiếp của họ, cái người chủ của họ. Và cái thứ tư là cái cơ hội thăng tiến. Thường thì nó bị chi phối bởi bốn cái này. Tuy nhiên mà nếu quý vị học quản trị doanh nghiệp, quý vị có thể liệt kê ra nhiều cái hơn, nhưng mà sư đề cập tới bốn cái. Và bốn cái này đó thì theo nhà Phật chúng ta có thể giải quyết bằng bốn vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Thứ nhất bằng cái tâm từ, thì chúng ta không thể nào là một cái người chủ mà để cho nhân viên họ nói xấu hoặc nó chửi được. Nói thẳng là nhiều người á, nhân viên nhiều một nhiều nhân viên tài bỏ đi chỉ bởi vì cái thằng chủ họ chịu không nổi, thằng chủ cà chớn quá. Mà nói xấu chủ á, thì không có nên, mà nó giống như cái sự đè ép. Nhiều người họ về họ cảm thấy là đối với chủ họ giống như là không có giờ nghỉ, 12 giờ khuya dựng đầu dậy họ vẫn phải dạ sếp sếp. À, em tỉnh lắm, em không có gì đâu. À, sếp có gì không sếp? 12 giờ dựng đầu dậy cũng phải làm việc. 2 3 giờ sáng dựng đầu dậy cũng phải làm việc. Thậm chí là đi đi trễ thì đi sếp thì đi trễ về sớm, còn mình thì đi sớm về trễ. Cũng không có tính lương thưởng gì hết. Thì có nhiều lúc á, cái người sếp cà chớn cũng là cái nguyên nhân nhân viên nghỉ việc. Cho nên khi chúng ta có tâm từ, chúng ta sẽ thay đổi được rất là nhiều. Và cái môi trường của công ty cũng vậy, khi một người sếp mà có tâm từ, cái môi trường công ty nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Bởi vì mình biết thương nhân viên đấy, và mình có lòng bi mẫn, mình thấy nhân viên nào khổ khó thì mình giúp đỡ đấy. Và mình phải có cái tâm hỷ, tức là sao, khi mà mình có được những cái gì lợi ích, có được những cái lợi nhuận, mình có thể mình chia sẻ với nhân viên. Có hai cách quản trị doanh nghiệp. Cái quản trị thứ nhất á, là cái kiểu như vậy nè: sếp kêu nhân viên là đi ra ngoài mua, làm cái hợp đồng này, ký cái hợp đồng này, mua một cái món hàng này cho công ty. Khi nhân viên đến đó, người ta nói vì anh muốn ký hợp đồng bao nhiêu. Tức là giả sử như cái món hàng đó trị giá là 50 triệu, mà bây giờ cái đối tác nói là bây giờ em bán cái món này 60 triệu, em chuyển anh hưởng nè, hoa hồng cho anh 10 triệu. Thì nếu như là đó, cái kiểu nhân viên thứ nhất đó, bây giờ nếu như mà lương tháng của mình mà chừng 10 triệu thôi, mà mình cái món đó nó bằng tháng lương của mình rồi,
Kiểu gì nghĩ coi là mình có chấp nhận hay không. Mà nếu như mà cái lương của mình thì nó cũng bình thường, rồi cái nguồn sếp cũng không có được ổn lắm, môi trường văn hóa công ty thì nó cũng không ra cái gì, và cơ hội thăng tiến thì cũng không thấy, thì theo quý vị cái người đó họ có ăn hoa hồng không? Mà cái hoa hồng nó ai hưởng, ai là người trả? Công ty trả. Rồi đó là kiểu thứ nhất. Và cái kiểu cái người như vậy đó, trong công ty thì có đôi khi sẽ có, chứ không dám chắc 100%, nhưng mà sẽ có. Và trong doanh nghiệp chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái dạng đó. Mà cái sự cần nói ở đây là gì? Nhân viên họ biết hết. Đừng nghĩ chỉ có mình sếp có khi mình ngu mình không biết thôi, chứ còn nhân viên họ biết hết. Nhân viên họ biết hết. Nhưng cái điểm như thế này nè, nhân viên họ biết, họ có nói cho mình không? Hay là mạnh anh thì anh ăn, mạnh tôi ăn, anh ăn được tôi ăn được, anh ăn 10 triệu tôi ăn 5 triệu, anh ăn cháo thì tôi ăn cơm, hoặc là anh ăn thịt thì tôi húp miếng canh. Đấy, đó là kiểu doanh nghiệp thứ nhất. Tức là cái doanh nghiệp mà họ không có cái tâm hỷ, họ không có tâm hỷ đối với nhân viên. Còn cái doanh nghiệp thứ hai là cái kiểu doanh nghiệp giống như thế giới di động. Đó là gì? Cái lương cứng thì không nói rồi, nhưng mà khi lợi có lợi nhuận á, sau khi chia cho những nhà đầu tư, cái số còn lại sẽ dàn trải chia cho nhân viên ở dưới. Tức là cái lợi nhuận của công ty cũng chính là lợi nhuận của mình, công ty ăn nên làm ra thì mình được hưởng. Thì như vậy những cái con người sâu mọt đó của công ty, nhân viên họ sẽ báo lên, và họ sẽ tìm cách họ loại những cái con người đó ra. Bởi vì sao? Bởi vì anh là sâu mọt của công ty, anh ăn cắp, anh ăn chặn tiền của công ty, tức là anh đang ăn cắp ăn chặn tiền của tôi. Anh không đơn giản anh lấy tiền của công ty, mà anh đang lấy tiền của tôi. Bởi vì nếu như công ty á, thu nhập có lợi nhuận thì những cái khoản tiền đó nó sẽ được chia cho tôi. Nhưng mà do những cái người mà ăn chặn ăn bớt như anh, công ty không có lợi nhuận, và như vậy tôi không được hưởng, tôi không được thưởng. Thì như vậy cái quyền lợi của họ gắn liền với quyền lợi của công ty, lợi ích của họ gắn liền với lợi ích công ty, thì họ sẽ bảo vệ công ty của mình. Đó là hai cách quản trị doanh nghiệp. Cho nên cái tâm hỷ nó rất là quan trọng. Tức là khi mình có được những sự lợi ích, mình biết chia cho nhân viên, tự nhiên nói họ sẽ thành cái người mà đã nói về cái sự quản trị doanh nghiệp. Nhưng sự nói để quý vị thấy là cái áp dụng của tứ vô lượng tâm á, ngay cả một cái người điều hành công ty á, cũng có thể áp dụng được. Và những cái công ty lớn bây giờ, thì họ đều có những cái cách áp dụng mà nó tương tự như vậy. Để quý vị thấy là kinh tạng nó không phải là cái gì đó nó khô khan, mà nó có thể áp dụng vào trong thực tế đời sống, ngay cả những chuyện mình không bao giờ ngờ tới, như là sự quản trị doanh nghiệp. Mà trong kinh ấy, trong kinh thứ nhất á, là bằng cái tâm từ á, chúng ta làm được những việc như thế này. Đầu tiên, giao việc đúng theo cái sức lực của họ, tức là cái khả năng họ tới đâu mình giao tới đó. Và do mình thương, giống như người mẹ thương con thì sẽ nắm được cái khả năng của con, ráng nâng đỡ nó, ráng giúp đỡ nó, cho nó một công việc phù hợp, chứ không phải bóc lột công sức của nó. Rồi cái thứ hai là cho họ ăn uống, lo cho họ. Giống như người mẹ lúc nào cũng lo cho con ăn uống, và lâu lâu thì con nó lâu lâu thì cái con nó gọi điện, hoặc là nó tới nó hung hít vài cái là họ sao hết tiền, phải không? Đấy, thì cái kiểu mình lo cho nhân viên cũng vậy, bằng tâm từ và tâm bi mẫn của một người mẹ. Thỉnh thoảng nên lo cho, không phải thỉnh thoảng mà thường xuyên nên lo lắng là xem coi nhân viên có đủ ăn ăn uống, họ có đủ hay không, nó có đủ ăn đủ mặc hay không. Và cái tiền lương thưởng của mình ấy so với những chỗ khác nó có đúng hay không, và thậm chí nhiều lúc không có cần so nữa. Mà nên có một cái mức lương làm sao đó mà nhân viên họ thoải mái, họ có thể sống được. Bởi vì cái lương là một trong những nguyên nhân mà nhân viên họ bỏ đi. Và cái chuyện mà ăn uống á, nó thuộc về cái
cái môi trường làm việc, một đi vào cái môi trường mà ăn uống là thoải mái. Okay. Sớm nói là cái chuyện nhiều người cái bữa cơm mà công nhân có 10 ngàn thì sớm nói ha. Đấy. À, sớm nói là sư từng ăn những, hồi trước còn đi làm từng ăn những bữa cơm 15 ngàn. Và sau đó đó đi đến làm trong một cái casino, tức là trong một cái còn có tập đoàn lớn. Họ miễn phí bữa ăn, mà bữa ăn của họ trị giá là hơn 50 ngàn. Thì tự nhiên mình thấy cái môi trường nó khác à. Khi đó là tự nhiên là mình có cái nhu cầu mình bám trụ lại với công ty. Rồi như một người mẹ biết chăm lo cho sức khỏe của nhân viên. Tức là gì? Khi đầu tiên là mình phải chăm chăm lo đời sống sức khỏe của họ. Thấy là cái công việc đó nó có bào mòn cái sức khỏe của họ hay không? Và mình có chuẩn bị bảo hiểm cho họ đầy đủ hay không? Và thí dụ như họ có bị bệnh á thì mình có chữa trị cho họ hay không? Đấy. Có những người họ làm mua bán, ê không, không phải mua bán, họ làm nghề xây dựng. Phải nói là công nhân xây dựng rất là khổ. Có những người mà bị tai nạn lao động, thằng chủ nó kiếm cớ nó đuổi về, nó cho một chút xíu tiền giống như cái tiền đuổi ăn mày, không có bồi thường gì hết. Mà quý vị biết có những nơi không phải nơi nào họ cũng đảm bảo điều kiện lao động đâu, và họ kiện kiện ai, con kiến kiện củ khoai à? Kiện nổi không, theo nổi vụ kiện nó không, rồi tiền đâu anh kiện, mà có kiện được đi nữa là ráng chờ nha, ráng chờ nha. Thì cái kiểu đó đó thì hỏi sao mà nhân viên á nó không ăn, nó không ăn cắp ăn trộm vật liệu xây dựng. Có nhiều nơi cái nạn mà trộm cắp vật liệu xây dựng nó rất là nhức nhối đấy. Và nhân viên nó họ cũng không có, chẳng qua là nghèo quá thì họ phải theo mình thôi. Tức là mình có chăm lo đời sống sức khỏe của họ hay không đấy, cái nó cũng thuộc về môi trường làm việc đấy. Rồi một điều nữa đó bằng cái tâm hỷ đó, tức là khi mà mình có những cái mỹ vị, tức là mình có những cái mối làm ăn mà ngon ấy, hoặc là mình có được những cái lợi nhuận ấy, mình có chia sẻ cho nhân viên hay không? Nên nha, nên. Mà khi mà nhân viên biết là cái lợi nhuận của công ty thì cũng là lợi nhuận của mình, thì như vậy thì công ty họ sẽ không có nhu cầu bỏ việc. À, có những công ty mà tiền thưởng Tết á, số tiền thưởng Tết chỉ là cái thùng mì đem về thôi, hoặc là ký đường, ký gạo, cái bột ngọt. Nhưng mà có những cái công ty á, tiền lương của họ là gần bằng 10 tháng lương hoặc bằng cả năm lương lương thưởng ấy. Thì thử hỏi cái sự chênh lệch như vậy, hỏi sao mà nhân viên họ có suy nghĩ hay không? Có suy nghĩ ấy. Công nhân có khi họ đi làm họ chỉ mong cái lương thưởng thôi đấy. Và cái điều cuối cùng á, mình có cho nhân viên họ nghỉ ngơi không, có lo cho cái sự nghỉ ngơi của nhân viên không? Có rất nhiều những công ty mà xin thưa là nhà nước quy định là một năm nhân viên được nghỉ bao nhiêu ngày á, mà chưa bao giờ họ được nghỉ. Thậm chí xin lỗi với cái điện thoại là họ cũng phải mở, không dám tắt máy, tại vì phòng khi sếp gọi, như tôi nói nãy nó sếp dựng đầu dậy là giờ nào cũng phải làm việc hết trơn. Thậm chí có nhiều nơi họ không có khái niệm là ngày lễ như ngày nghỉ đâu đấy. Thì như vậy chúng ta xem coi chúng ta có cho nhân viên nghỉ ngơi hay không. Có nhiều lúc có nhân viên họ mệt, họ không được nghỉ, họ sẽ bức xúc họ bỏ đi đấy. Tức là mình xem xét nè, nói theo kiểu doanh nghiệp bây giờ đó, tức là thứ nhất là lương thưởng, thứ hai là môi trường làm việc, thứ ba là cái tính tình của cái người quản quản trị, và thứ tư á, là cái cơ hội thăng tiến. À, cơ hội thăng tiến tức là họ có thấy tương lai cho cái nghề nghiệp của họ hay không, hay là làm bao nhiêu năm vẫn cứ như đó đấy. Và những cái vấn đề này đâu phải bây giờ mà chờ mấy cái anh chờ đăng ký phải đi học khóa quản trị doanh nghiệp rồi mới có đâu.
Những cái này Đức Phật đã dạy rồi trong kinh Tạng, trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt của Trường Bộ. Những cái vấn đề này Đức Phật đã dạy rồi. Còn một vấn đề nữa đó là cái cách cư xử của mình đối với nhân viên, là chúng ta hãy nên theo tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí thì quý vị biết rồi, rất là dễ, thường xuyên cho thưởng mà thưởng một cách thông minh. Đấy, thì nhân viên ăn ngon ăn ngọt thì nó sẽ có cảm tình và nó sẽ không có đi. Đó. Rồi cái thứ hai á, là ái ngữ, tức là nói bằng từ tâm. Tức là khi mình mở miệng ra mình nói là mình phải nói bằng từ tâm. Mà khi giữa sếp và nhân viên như vậy, nói với nhau bằng từ tâm, cư xử với nhau như là cha con, như là mẹ con, thì cái chuyện mà đổi một cái chỗ khác thì họ cũng suy nghĩ lại. Có nhiều nơi á, tôi biết họ ở lại với công ty chỉ bởi vì tình nghĩa thôi, chứ không phải là vì cái gì nó hơn. Có nhiều nơi trả lương cao hơn, môi trường tốt hơn, thăng tiến tốt hơn, nhưng mà vì tình vì nghĩa họ vẫn ở lại với công ty. Đấy, cho nên ái ngữ rất là quan trọng. Rồi lợi hành, tức là làm lợi ích tới nhân viên. Tức là gì? Ở đây đó mình biết cái điểm yếu của nhân viên là cái chỗ nào mình giúp cho họ. Thí dụ như nhưng nhân viên họ còn yếu về ngoại ngữ, mình giúp cho họ ngoại ngữ. Nhân viên cái kiểu họ còn chưa biết cái cách ứng xử thì mình đào tạo họ cái cách ứng xử. Đấy. Tức là mình cố gắng làm sao đó để cho nhân viên họ được phát triển, mà ở trong gọi là training, training thì mình ráng mình training cho nhân viên là họ càng hoàn thiện càng tốt, thì ơn nghĩa mà, nó kịp ơn nghĩa. Đương nhiên là cái lợi hành ở trong kinh Tạng thì nó không có giống như vậy. Mà Đức Phật nói là cái người mà chưa có niềm tin thì mình cho họ niềm tin. Cái người chưa có giới hạnh thì mình giúp cho họ có giới hạnh. Cái người họ chưa biết bố thí thì mình cho họ bố thí, biết bố thí. Cái người chưa có trí tuệ thì mình giúp họ có trí tuệ. Tức là sao? Cái người có niềm tin, phải nói là nếu như có cơ hội quý vị cho họ có niềm tin nơi chánh pháp, niềm tin nơi Tam Bảo thì nó rất là có lợi. Bởi vì đó, khi mà anh có niềm tin nơi Tam Bảo á, thì anh sẽ tránh được rất là nhiều những cái tiêu cực trong công ty. Đấy. Rồi khi mà nhân viên mình ai cũng có giới hạnh hết, thì khi mình giao việc cho một công viên công nhân thì mình cũng không lo họ ăn chặn ăn bớt. Đấy, bởi vì họ có giới mà. Đấy, và khi mà báo cáo thì mình cũng không có sợ nó báo cáo láo. Đấy. Rồi nó cũng không có sợ là họ là trốn công trốn việc, cho nên rất là có lợi. Đấy. Và giúp cho họ bố thí, tức là sao? Nên đi làm từ thiện. Công ty có điều kiện nên đi làm từ thiện, giúp cho cái văn hóa bố thí trong công ty nó được đẩy mạnh. Nhờ như vậy đó, nhân viên họ có cái tâm lý là thoải mái, có tâm lý là không có bỏng sẻn, nó rất là quan trọng. Và trí tuệ thì đương nhiên là thấy nhân viên họ thiếu cái gì thì mình cho họ cái đó. Và cái đồng sự ở đây đó, cuối cùng đồng sự ở đây tức là mình như thế nào, mình tốt như thế nào thì họ cũng sẽ tốt được như vậy. Tức là nói một cách cụ thể là sếp mà muốn nhân viên tốt thì mình phải tốt trước cái đã, và khi mà mình tốt thì mình cũng muốn nhân viên tốt. Tức là ráng làm sao đó để cho nhân viên họ cũng có thể lên được cái độ cao như mình, cũng có được những cái điểm sáng, cũng có được những điểm tốt như mình, chứ không phải mình giấu nghề. Đấy, thì sư tin là khi mà một cái người quản trị doanh nghiệp mà họ có được những cái đặc điểm này đó, nhân viên họ rất khó họ bỏ đi, và họ sẽ gắn kết với mình. Nhân viên họ sẽ rất khó họ bỏ đi. Và đương nhiên là khi đó, khi mà nhân viên, một khi nhân viên họ bỏ đi đó thì mình dùng tâm xả thôi, tức là thôi mỗi người có nghiệp của mình. Khi mà họ ở với mình đã hết sức mình cư xử với họ, mình không có một chút xíu lỗi lầm gì, mình không có một chút xíu gì mà mình thất trách, thì cái việc họ đi thì thôi mỗi người có nghiệp của mình cũng không có việc gì mình phải lo. Đấy. Cho nên an trú vào tâm xả. Thì như vậy đó.
quý vị sẽ không có phiền não. Và Sư Tinh là một cái công ty mà có được lương thưởng nè, có được cái môi trường làm việc nè, có được một người sếp rất là dễ thương, và có được một cái cơ hội thăng tiến. Và bằng những cái phương pháp mà sư nói nãy giờ, sư không nghĩ là một cái công ty như vậy lại lo lắng về vấn đề thiếu người. Bởi vì chỉ cái nội cái văn hóa truyền miệng thôi đó, gọi là marketing truyền miệng đó. Hai người bạn nói với nhau kể công dạo này làm ăn sao, kiểu công ty tốt mà phải khen. Thì chỉ riêng cái việc cái lời khen của nhân viên không thôi đó, thì người ta chen để người ta vào, người ta xin người ta ở. Sư xin lỗi ngay bây giờ, sư ví dụ như Thế Giới Di Động á, những cái vị trí quản lý á, thì người ta chen vào, người ta xin làm việc chứ. Chứ sư không tin là những cái doanh nghiệp kiểu như Thế Giới Di Động mà họ sợ là một người nghỉ việc mà không có người thế vào, sư không tin á. Rồi những nơi như là ngân hàng ACB chẳng hạn, hoặc là ngân hàng Techcombank, xin lấy ví dụ như vậy. Sư không nghĩ là họ lo lắng cái chuyện là với những cái đặc điểm, những cái lợi thế của họ mà một nhân viên nghỉ mà họ là thiếu nhân viên thì không có rồi đó. Cho nên xét lại coi mình có đủ những cái tính chất đó hay không. Nếu chưa đủ thì mình thay đổi. Và khi mà quý vị thay đổi được như vậy thì quý vị sẽ tránh được những cái phiền não khi mà một người nhân viên họ nghỉ việc.